Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình. Chắc có lẽ những người từ Việt Nam bắt đầu qua Mỹ thì không có một cái công việc gì để cho họ làm. Và họ bắt đầu làm neo. Cái nghề neo này thì giúp đỡ được rất nhiều người Việt khi mới qua Mỹ định cư. Và cũng có rất là nhiều người, đây là một cái nghề mà giúp họ có thể mua nhà, mua xe và có công ăn việc làm ở bên đó nha quý vị. Nhưng thực sự thì cái góc khuất của cái nghề neo này đâu phải ai cũng dám nói ra. Và trong video ngày hôm nay mình chia sẻ một cái câu chuyện mà một anh Việt Kiều sau khi mà qua Mỹ ở một thời gian rất là lâu, anh đã chứng kiến rất nhiều các cái cảnh tượng trong những cái tiệm neo nha quý vị. Và có lẽ đây là một trong số ít Việt Kiều dám nói ra những cái điều mà nhiều người không dám nghĩ tới nha quý vị. Thì cái câu chuyện này nó như thế nào, ra làm sao? Mình xin phép bắt đầu chia sẻ câu chuyện ngay sau đây. Và mình xin nhấn mạnh đây là lời ý kiến riêng của tác giả, chứ không phải tất cả mọi người. Có thể đúng, có thể sai. Nếu như quý cô bác anh chị cần đóng góp ý kiến, quý vị hãy để lại comment bên dưới video. Và câu chuyện này đó là người Việt nằm neo ở Mỹ, không nghề nào bị khinh rẻ như nghề nằm neo. Làm trong tiệm neo ở Mỹ rất phức tạp bởi tiền tươi trước mắt, bà con tranh giành khách lẫn nhau, dẫn tới việc bất đồng, thù ghét. Nhiều tiệm nằm trong các khu tội phạm, sự an toàn của thợ lẫn khách cứ lơ lửng trên đầu. Phần lớn thợ neo thường được chủ trả tiền bằng tiền mặt hoặc lửa tiền mặt, lửa ngân phiếu, nên họ chủ tiệm không đóng hay đóng rất ít thuế thu nhập cá nhân và phúc lợi xã hội. Bảo hiểm với họ là một điều xa lạ. Tất nhiên sau này họ sẽ không được lãnh hoặc là lãnh rất thấp tiền hưu trí. Bị tai nạn hay bệnh tật, nhất là dị ứng với các loại hóa chất, sẽ không có bảo hiểm chữa trị và thất nghiệp sẽ không được lãnh trợ cấp. Tiệm nào cũng thế, luôn có ba thế lực đối đầu chan chát nhau: chủ, thợ và khách. Hiếm khi ba thành phần này hòa hợp với nhau. Có tiệm chủ hiền thì gặp thợ trời ơi, thợ lành thì gặp chủ keo kiệt, tính toán từng tờ giấy lau tay. Còn không thì có khách trên trời dưới đất, ngồi làm cho đã bị chê xấu xí rồi xù tiền. Nhiều người làm cho đã xong vài bữa sau tới mắng vốn, đòi dặm lại. Lỡ cắt phạm phải ra, họ làm rùng beng lên, đòi đi kiện tụng. Cách tốt nhất, thôi để họ đi. Chủ chẳng muốn mất lòng khách, làm ồn ào xấu mặt chứ chẳng được cái gì. Không khéo, họ lại lên internet, nói review bậy bạ, chê đủ điều, mất khách như chơi. Coi như hôm đó, thợ bị xui, làm cả tiếng không công. Đã vậy, còn bị chủ lườm nguýt. Mệt mỏi nhất có lẽ là quan hệ giữa các chàng, các nàng thợ với nhau. Làm chung trong một không gian nhỏ hẹp, nhìn mặt nhau mỗi ngày, kèn cựa vài bữa, không sớm thì muộn, cũng này nọ, khách của chị, khách của tôi, rồi nói ra, nói vào, mất lòng nhau. Hai tiệm gần nhau, cạnh tranh hạ giá, giành khách một hồi, sinh ra lắm chuyện. Cũng đúng, khi đồng tiền trước mắt và nỗi no cơm áo gạo tiền ở phía trước, tự nhiên làm cho con người đâm ra xấu tính đi. Tình cảm, tình thương lúc này hoàn toàn vô nghĩa. Phần lớn người Mỹ chẳng quan tâm bạn làm nghề gì, hay có để ý khinh khi cũng thầm trong bụng chứ chẳng dám nói ra ngoài bởi sợ bị kiện cho hết gia tài. Nên dễ dàng thấy các cô cậu Mỹ trắng, trẻ tuổi, đẹp gái, đẹp trai hay những người trưởng thành, đạo mạo đi làm lao công, giúp việc, bảo vệ, bồi bàn, miễn kiếm tiền để trả tiền nhà, tiền xe, quần áo, thức ăn, không thất nghiệp bị đuổi ra đường, lê lết ăn xin hay tới các trung tâm cứu trợ xin tem phiếu là được. Với người châu Á, đặc biệt là Việt Nam, ý thức muốn làm chủ hay làm thầy ăn sâu vào trong máu. Ở đất Mỹ này phải làm bác sĩ, kỹ sư, giám đốc, quản lý công ty, chứ không thì ê mặt. Chính vì vậy mà nhiều bậc cha mẹ cố làm sống làm chết, vắt cạn hết sức để hy sinh
kiếm tiền nuôi con ăn học thành ông nọ bà kia, lỡ mày lỡ mặt mà chẳng cần biết con cái mình thích hay là giỏi ở lĩnh vực nào. Họ chỉ chăm mong mai sau ra đời không phải làm việc chân tay như ba má chúng. Dù kiếm được nhiều tiền và vô cùng chân chính, nhưng không nghề nào bị nhiều người Việt nhìn bằng ánh mắt khó chịu, đôi khi có phần dè bỉu, khinh rẻ nhưng nghề neo hết. Họ trực tiếp lẫn gián tiếp gọi bằng đủ thứ tên, hết đi rũa, làm neo, tới ôm chân Mỹ. Bỏ việc vì thành phố quá buồn. Sau hơn 40 năm phát triển ở Mỹ, hễ nhắc tới nghề neo là người ta nghĩ tới người Việt Nam. Ngoài những tiệm nhỏ lẻ ra thì neo đã thành một đế chế với những hệ thống trải khắp đất nước rộng 3 múi giờ này, tới tận vùng Alaska buốt giá hay hòn đảo nhỏ to ở Hawaii của tỷ phú Charlie Tôn Quý. Ông chủ hệ thống neo với hơn 1.100 tiệm trên khắp đất nước Mỹ, trong lòng các siêu thị của gã khổng lồ Walmart, doanh thu mỗi năm lên tới 450 triệu đô trong tổng số 8,5 tỷ đô của ngành neo. Nhiều chủ tiệm ở các tiểu bang xa xôi rất cưng chiều thợ, nhưng không thể níu chân họ được lâu vì thành phố quá buồn. Có điều, phần lớn người đến Mỹ năm xưa đã lớn tuổi, nghỉ hưu cả rồi. Con cháu họ học thành tài, làm bác sĩ, luật sư, cũng chẳng theo nghề neo nữa. Những người mới đến sau cũng không được nhiều. Các tiểu bang đã bắt đầu siết chặt, đi kiểm tra thường xuyên, nên chủ tiệm cũng không dám thuê du học sinh hay những người không có bằng cấp, bởi lỡ bữa nào bị kiểm tra, phạt cho một đống tiền, thậm chí thu bằng, đóng cửa, lúc đó thì chết đói. Chính vì thế, những người làm chủ bây giờ, nhất là các tiểu bang xa xôi, o bế thợ giữ nắm. Có lần, có bạn từ Los Angeles sang lời mời của một chủ tiệm tại thành phố Wisconsin sang làm giúp. Tiệm mới mở nhưng khách khá đông. Có bữa làm không ngơi tay, chỉ kịp lua rỗ mì giữa trưa, rồi bắt tay làm tiếp. Cuối tháng, cô ấy khoe lương lên tới 10.000 đô. Nhưng chỉ được 2 tháng là phải bỏ về dù chị chủ năn nỉ hết lời. Vì thành phố gì mà buồn quá, ngày đi làm, tối về ở dưới tầng hầm, hết xem phim tới nghe cải lương, chuyển qua đánh bài tiến lên giữa mùa đông buốt giá. Mà cô trụ 2 tháng còn đỡ, vài người khác từ California lắng ấm bay qua, ở được 3 ngày là lật ật kéo vali về liền, không thể ở thêm ngày nào nữa hết. Đồng tiền trước mắt và nỗi no cơm áo gạo tiền ở phía sau, tự nhiên làm con người đâm ra xấu tính đi. Tôi có cô bạn mới mở tiệm khá đẹp, nằm trong khu shopping sang trọng gần Ohio. Cô bé khá trẻ, sang Mỹ từ nhỏ, nhưng nhờ kinh nghiệm cầy ải bao năm và sống trong môi trường toàn người Việt, không nên cũng dữ dằn lắm. Em bảo, do gần thủ phủ bang nên bị kiểm tra hoài, không thể thuê mướn người lậu được. Thợ ở đây cũng phải có bằng, mà ở cái chốn khỉ ho cò gái này, mùa đông lạnh kinh hồn, tìm một người thợ lành nghề vô cùng khó. Thế là phải chiều chuộng, ưu đãi đủ người, trả lương cao, mỗi tháng lên tới 7-8 ngàn đô, lo chỗ ăn, chỗ ở, lễ lộc cho nghỉ đầy đủ, chứ họ buồn, giận, họ bỏ đi liền. Hai mẹ con em ngồi rũa chắc gãy, sống lưng, nhưng đâu có yên, hết người này óng ẹo tới người khác, đi sớm về trễ rồi hạnh hoẹ khách như chỗ không người. Tới lúc nhịn không nổi nữa thì em cho họ lên đường thôi. Con người chứ đâu phải là gỗ đá mà không biết giận, biết buồn. Mỗi lần tới hè, mở báo địa phương ra hay lên Facebook, thấy đầy những lời giao bán, tiệm thì ít mà tìm thợ thì nhiều. Nào là bao lương 1.200 đến 1.500 đô trên một tuần, đảm bảo lương mỗi tháng 6.000 đô. Các tiệm ở bang xa thậm chí bao ăn, bao ở, nhưng hầu như năm nào cũng thiếu thợ. Quý vị, anh chị và các bạn cũng vừa được nghe xong một cái trải lòng của một người Việt kiều
sau khi mà trải qua rất nhiều các cái tiệm nail, sau đó là đúc rút được những cái kinh nghiệm nha quý vị. Thực sự thì nghề nào thì nó cũng có những cái cạnh tranh, có cạnh tranh công bằng và có cạnh tranh không công bằng. Nói chung thì cái cộng đồng người Việt mình thì từ xưa đến nay có một thực trạng rất là buồn, đó là không đoàn kết nha quý vị. Ví dụ như là các cộng đồng người khác, nhất là những người Trung Quốc, người Ấn Độ, họ rất đoàn kết với nhau. Họ làm bất cứ một nghề gì thì họ cũng đưa ra một cái đồng giá, không bao giờ là có thể hạ bớt được. Nhưng chỉ với cộng đồng người Việt thôi, mình chỉ tính hai người sát cạnh nhau thôi. Ví dụ một tiệm đông, một tiệm không đông chẳng hạn, thì chắc chắn cái tiệm kia sẽ líu kéo khách bằng những cái chiêu trò khuyến mại hoặc là giảm giá rất là nhiều. Và khi mà kéo lại được khách thì cái tiệm bên này lại thấy thế, bắt đầu là dìm giá lẫn nhau rồi tung ra những cái chiêu trò để có thể lôi kéo khách nha quý vị. Và như vậy thì càng về sau, khi mà giá càng thấp rồi thì lúc đó khách người ta quen với cái việc giá thấp rồi. Nếu như muốn tăng cao thì làm sao mà có thể tăng lên được. Nên cái này mình là người Việt thì thực sự cũng phải học những cái người Hoa rất là nhiều trong cái vấn đề kinh doanh nha quý vị. Bởi vì người Hoa người ta có một cái biệt tài kinh doanh khá là đặc biệt. Và gần như đi 100 tiệm của người Hoa chẳng hạn thì 100 tiệm là giá giống nhau, không hề có thêm bớt một chút nào cả. Nên thôi, đây là cái vấn đề mà quý cô bác anh chị có lẽ chắc là cũng rất biết rất là nhiều rồi. Và thực sự thì cái nghề nail này nó còn ảnh hưởng rất là nhiều về những cái hóa chất và sau này nữa nhé quý cô bác anh chị. Nên quý cô bác anh chị nghe cái video trong hôm nay thì quý vị cảm thấy nó như thế nào? Có thể để lại những cái comment hoặc là những cái đóng góp ý kiến. Mình xin phép tạm dừng video này tại đây. Xin hẹn gặp lại ở những video sau.